Luy Lâu là địa danh của vùng đất nằm bên bờ sông Đuống, thuộc vùng Thiên Đức, Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Nơi đây đã từng là quận trị thời Bắc thuộc thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, đã từng phát triển thành một trung tâm thương mại Phật giáo cổ xưa nhất trên đất nước ta. Gốm Luy Lâu, hay còn gọi là gốm đỏ vùng Dâu, là dòng gốm cổ xưa bậc nhất tại Việt Nam. Với loại men lạ mắt, phủ màu xanh u lưu trang nhã, trầm ấm, gốm Luy Lâu được các nghệ nhân chế tác dành riêng cho các tầng lớp quan lại, quý tộc, làm nguyên liệu để xây nên các đền đài, cung điện, các tác phẩm trang trí nghệ thuật. Cái gốm ấy, nó rất gắn liền với các công trình xây dựng, từ gạch để xây dựng và các cái đồ trang trí trưng bày tại nhất là những cung đình, cung điện, phủ đệ của các triều đại phong kiến ngày xưa. Cho nên là những cái dòng gốm nó là đại diện cho một dòng gốm của Việt Nam. Thế thì trong các cuộc khai quật của lịch sử ấy, thì dòng gốm này đã được các nhà khảo cổ như Vũ Thế Long, rồi là các nhà sử học như là Trần Quốc Vượng, Dương Trung Quốc đã về vùng Núi Nâu khai quật những năm 74, 75, 76 là những cái năm mà khai quật của vùng Núi Nâu, Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Thế thì người ta phát lộ ra được cả những cái lò nung của 2.300 năm trước. Đấy, cùng thời kỳ đó, vì cái xây dựng cái thời kỳ đó là chúng ta đã xây dựng cái thành cổ Núi Nâu. Đấy, phục vụ cho cái nhu cầu xây dựng cung điện, thành trì, cho nên gọi là Núi Nâu, nghĩa là thành trì lâu đài. Thế thì trong 1.000 năm Bắc thuộc, chúng ta đã có một cái niềm tự hào là cái dòng gốm nó đại diện cho Việt Nam, đại diện cho văn hóa, mà nơi quy tụ lại tất cả những nghệ nhân lành nghề, những người thợ giỏi của tất cả mọi miền. Cái dòng gốm Núi Nâu nó tồn tại và nó đã góp công vào xây dựng Hoàng Thành Thăng Long. Sau khi chúng ta phát độ Hoàng Thành Thăng Long lên thì chúng ta thấy được những cái văn hóa của gốm và những cái viên gạch gốm có hoa văn và những cái đầu rồng đời Lý và những cái hoa văn họa tiết để trang trí trên những cái đình chùa và những cái nơi cung đình của nhà Lý. Cho nên đây là một điều khẳng định rõ ràng cái gốm Núi Nâu nó tồn tại suốt 2.000 năm qua và đã góp công vào xây dựng tất cả các công trình lớn. Sau nhiều thăng trầm, bể dâu, cùng sự biến mất của dòng sông Dâu cổ do bị bồi lắng, gốm Luy Lâu đã bị thất truyền từ thế kỷ thứ 17. Kể từ đó, gốm Luy Lâu trong một thời gian rất dài chỉ còn trong ký ức nhờ những hiện vật còn sưu tầm lại được và những cuộc khai quật gần đây phát hiện ra những dấu tích của các lò gốm cổ đã nguội lạnh từ rất lâu. Dù khởi phát trong thời kỳ công nghệ nung đấu còn hết sức thô sơ, nhưng trải qua hàng nghìn năm, những sản phẩm từ dòng gốm Luy Lâu vẫn được đánh giá mẫu mực về mặt kỹ thuật và mỹ thuật. Chất men là hoàn toàn bằng thảo mộc, có bùn đất, đá của nhiều miền vùng do các nghệ nhân ngày xưa đi tìm, và khi người ta trong cái đi tìm và tìm ra chế ra một bài men, trong đó có các cái yếu tố chẳng hạn như là vỏ sò vùng biển, nhưng không thiếu được là cái men của thân cây dâu. Vì cái vùng dâu ngày xưa, bởi vì có tên là vùng dâu cho nên là bạt ngàn những rừng dâu, những cây cổ thụ. Đấy, chính vì thế cho nên là trong cái ra một loại men rất đặc thù, màu xanh ô liu trầm ấm. và cộng với xương đất của vùng Núi Nâu đã làm nên cái sản phẩm của Núi Nâu. Cái khác biệt cái là một cái cách chế tác là hoàn toàn làm bằng tay, và cái xương đất là rất nhiều sắt cho nên tạo ra cái màu gốm đỏ. Và cái men của thân cây dâu khẳng định nó chỉ có ở vùng dâu. Sau hơn 300 năm thất truyền, trên đất Thuận Thành, Bắc Ninh, chính là vùng Luy Lâu xưa, mới xuất hiện được một người có tâm phục dựng dòng gốm cổ. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Vông, tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật Hà Bắc, thành danh trong làng gốm Bát Tràng, Hà Nội, nhưng luôn đau đáu về chất đất đặc biệt, màu men độc đáo của gốm Luy Lâu, nơi quê hương bản quán. Tìm đến các nhà khảo cổ, tầm học khắp các làng gốm, các nghệ nhân nổi danh của cả nước. Ông nung nấu khơi lại những lò nung Luy Lâu vốn đã nguội lạnh hàng trăm năm. Từ tôi người gốc của Núi Nâu, của thành cổ Núi Nâu, thì tôi đã, thời kỳ đó thì tôi đã được cái duyên là gặp các nhà khảo cổ lịch sử khai quật ở vùng Núi Nâu. Thì tiếp cận với các vị tôi rất thích, bởi tôi cũng ngày xưa tuổi trẻ là rất là yêu nghệ thuật. Vậy tôi đã tham gia đến và xem các vị đó khai quật, và xem những cái nò khi được phát nộ ra ấy, nó đẹp lắm. Thế cho nên chính vì thế cho nên tôi mới được các vị động viên và khuyến khích là ở đây nếu mà ai có nhu cầu, ai có khả năng và yêu gốm mà khôi phục lại cái dòng gốm này thì là có một điều rất quý cho quê hương đất nước. Từ đó một câu nói đó của thầy Vượng, Trần Quốc Vượng thì và thầy Dương Trung Quốc thì tôi đã thấy rất phấn khởi, và tôi quyết định vào thi học trường mỹ thuật. Và sau khi học trường mỹ thuật ra thì tôi theo đuổi con đường đến và khôi phục cái gốm Núi Nâu, vì gốm Núi Nâu cũng đã bị thất truyền thế kỷ thứ 17. Ở giữa thế kỷ 17 đã thất truyền do cái điều kiện nụt nội, những cái năm nụt nội mà dòng sông Dâu đã bị nấp sự bồi đắp của cát nở, thì bồi đắp cho nên cái dòng gốm Nâu cũng bị thất truyền. Thì tôi thấy được cái sự giá trị của sản phẩm văn hóa đấy, giá trị của gốm Nâu, cho nên tôi là người khôi phục lại dòng gốm. Để mất một dòng gốm quý như vậy, nó đại diện cho gốm Việt mà chúng ta để mất thì đấy là một cái nỗi với tổ tiên, với dân tộc. Đem hết tâm huyết để phục dựng thành công chất men gốm Luy Lâu, vốn được lấy từ các loại tro, thân của cây dâu ở vùng dâu, đất làm gốm cũng chính là đất bãi vùng dâu, thêm một chút sỏi đá của rừng, vỏ sò điệp của biển, được thổi hồn bởi những nét họa điệu nghệ. Được tôi luyện bởi kỹ thuật phơi, nung, khéo léo và chuẩn xác. chỉ còn những cái sản phẩm hoặc là những mảnh vỡ ở những cái lò nung. Thế bây giờ đi tìm hiểu thì đấy là cả một vấn đề. Bởi vì tôi cũng phải đi các làng nghề Việt Nam, nói chung các làng gốm trong đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam thì tôi đều đến hết, và để xem người ta làm nào, có gì khác không. Tâm linh mách bảo cho mình là phải làm thế này mới được. Bởi vì nhìn vào cái sản phẩm của gốm Luy Lâu thì tôi biết là phải làm thế nào để mới ra được sản phẩm như vậy. Mà tìm một cái thì đúng là khi mình tìm ra thì đúng phải có phương thức như vậy mới ra được sản phẩm này. Và cái màu men thì cũng phải đi lấy cái dưa các cụ có truyền lại là lấy bằng than của thân cây dâu. Thế thì bây giờ thì khi tôi chế ra cái men để phục dựng lại cái phồi cái giá trị của men đấy, thì thấy thì ra được cái sản phẩm là 10 phần thì đúng là nó cũng đảm bảo được 89%. Nét độc đáo của những sản phẩm này là sử dụng những ngôn ngữ hiện đại của tạo hình, gắn kết nhuần nhuyễn với chất liệu cùng với các nét truyền thống trong sản phẩm. Và những đề tài gắn với các chủ đề lịch sử tạo ra một sắc thái vừa khác biệt với dòng gốm hiện tại nhưng lại gần gũi với cội rễ của một dòng gốm cổ ở một vùng đất rất cổ. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Vông đã trải qua bao phen sóng gió với nghề để giải mã bí truyền của ông cha kết tinh trong gốm cổ Luy Lâu. Từ bùn đất của sông Dâu cho than đốt từ thân cây dâu mọc lên từ phù sa đồng bãi quê nhà, thêm một chút sỏi đá của vùng rừng, vỏ sò vỏ điệp của biển, ông đã hồi sinh được sắc màu men của gốm cổ Luy Lâu là xanh ô liu trầm ấm và trong trẻo, đỏ sậm mạnh mẽ. Với những cải tiến công nghệ theo kịp với bước phát triển hiện đại, những nguyên liệu muôn đời trong lòng đất Luy Lâu được khai quật lên, vẫn giữ được nguyên nét đẹp truyền thống của dòng gốm, nhưng vẫn mang một hơi thở của thời đại. Những phong cách tạo hình mới cho sản phẩm gắn với thương hiệu Luy Lâu cổ kính. Trong tâm thức của mình, trong tư duy trí tuệ mình đã được ăn học đào tạo của các trường mỹ thuật, nhưng cũng không thể tách rời, bởi vì thực sự ra trong nôi mình đã có những cái hội làng như hội chùa Dâu. Ngày xưa người ta nói là dù ai đi đâu cứ ngày mùng 8 hội Dâu thì về, dù ai đã buôn bán trăm nghề ngày nhớ ngày mùng 8 thì về hội Dâu. Chính vì thế cho nên là cái giá trị đấy, cái sản phẩm đấy thì đã thúc đẩy tôi là phải phát triển, và đồng thời đã phát triển thành công. Và trong tương lai, gốm Luy Lâu vẫn tôi đang đào tạo nghề để cho những thế hệ trẻ là không để mất cái dòng gốm này. Chúng tôi truyền nghề trực tiếp bằng cái sự dạy bảo, truyền tay, chỉ việc, dẫn tay chỉ việc. Và cũng được rất nhiều cái thế bạn trẻ là người ta rất thích. Và cái thế hệ trẻ được thấy được cái quý như vậy. Và cái giá trị như sứ mệnh ấy. Gốm cổ Luy Lâu đang hồi sinh. Những sản phẩm đã từng gắn liền với lịch sử trước kia, như vật liệu xây dựng, các loại gạch ngói, đồ dùng sinh hoạt có men hoặc không men, như bát, đĩa, âu, vò, đều đang được phục hồi trở lại. Những nét trang trí hoa văn của gốm Luy Lâu trên những viên gạch cũng đang được phát triển, mang một nét đẹp vừa xưa cũ, vừa mới mẻ. Với chất men đặc trưng, gốm Luy Lâu đã và đang từng bước khẳng định được giá trị văn hóa lẫn trí tuệ của những nghệ nhân vùng Kinh Bắc xưa và nay. Gốm Luy Lâu là tinh hoa văn hóa, là lịch sử, là hồn cốt của dân tộc Việt. Và chú nghệ nhân quốc gia Nguyễn Đăng Vông, chú ấy đã dành cả thanh xuân của mình để nghiên cứu và phục dựng lại thành công cái dòng gốm cổ có niên đại hơn 2.000 năm, vô cùng quý và linh thiêng của Đại Việt. Đối với chúng tôi là những hậu thế sau này, chúng tôi luôn mang trong mình một cái ngọn lửa của tinh thần dân tộc và luôn trân trọng những cái giá trị nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống. Chúng tôi còn đang mang một cái sứ mệnh làm sao có thể gìn giữ và phát quang được một cái dòng gốm mang đậm bản sắc văn hóa Việt của cha ông ta. Hành trình từ một dòng gốm vang bóng một thời đã mất cách đây hơn 300 năm được hồi sinh, cho thấy sức sống mạnh mẽ của văn hóa người Việt Nam. Gốm Luy Lâu vừa mang ý nghĩa tinh thần và được các thế hệ nghệ nhân nhào nặn, thổi hồn, rồi thăng hoa trong vũ điệu của đất và lửa, tạo nên một dòng sản phẩm đậm sắc thái cổ điển của dòng gốm cổ Việt Nam.